Về tính luyến ái là sự hấp dẫn về tình cảm và tình dục với người khác giới, thì tính luyến ái là một trong năm xu hướng tình dục chính. Đa phần mọi người trên thế giới thường là dị tính luyến ái, chỉ một tỷ lệ nhỏ thuộc các thiên hướng tình dục khác. Thụ tinh trong quan hệ tình dục dị tính luyến ái là cách sinh sản duy nhất mà loài người không cần sự trợ giúp của kỹ thuật sinh sản nào. Sự luyến ái và tình yêu lãng mạn giữa nam và nữ có từ việc phân biệt vai trò nam nữ từ rất xa xưa. Vai trò giới cũng là chủ đề bàn luận nghiên cứu trong xã hội loài người và trong những tài liệu cổ xưa nhất. Dị tính luyến ái được nghiên cứu nhiều nhất trong ngành dược sinh học và gần đây nhất là tâm lý học.